Chào các anh em ơi. Chia bơn lửa bôi sang gió vô đi, vô đi. Giữa đường á, quay cho hai ảnh né. Thôi đủ. Giữa đường á. Đủ, đủ cao biết sao à. Lúc mới ra số 2, số 3 thôi. Trời ơi, đi đâu vậy? Đi luôn hả? Quá đã. Thank you.
không sao không sao à, người không sao rồi, được rồi. Công rồi chú Phong à. Chẳng ba còn còn chẳng ba còn được. Rồi tháo mày ra giục luôn đi. Được giá 4 đâu. Không coi kỹ lại người có sao không? Không không sao. Anh ngồi đi. Anh ngồi bình tĩnh đi. Mang cho tao một chai rượu để uống tĩnh tâm nhìn về Giang Sơn. Chí khí năm gì không hổ danh trong. Cái này là hên đó nha. What the hell? À, mấy đưa cái giò vô đây là xong luôn á. Thôi không sao được rồi. Lấy dù lục giá 4 đem cho anh, tháo tháo. Chứ đừng cứ ngồi không, cua. Không công chẳng ba bình thường không công. Công nặng rồi. Để cái đầu mà. Để cái đầu không có công gì á. Không có chẳng ba. Người người có sao không? Không không không. Xe này chỉ bể cái trái đèn trước thôi chị. Ngồi ngồi xíu đi. Đi đi chạy này chạy được mất thắng rồi. Cái này cho hình cái này xong rồi dùng cái này. Cào dầu, cào dầu quá trời. Bắp nữa. Bắp rồi, bắp nhẹ coi. Thiết vô, thiết thêm, thiết thêm. Có 10 không nó bị lật. Nó cào ở trên nó. Cái đèn này. Ấy xe sát vô, xe sát vô. Ngay cua xe sát vô. Nè phá nè. Phá nhiều. Thế mà kia chạy đây hả? Vừa qua đây mấy lần nó bị sàn. Bên bánh nó. Cái chạy cái giò nó thấy mất bàn rồi. Cha Hảo, cha Thông chạy trước á. Mấy chạy đó thì kéo rồi, tóc bột mà. Tao đang đua top lên độ vượt qua hai tay này là tao top 4 rồi nè. Đang đua top hả? Đang đua top. Two thousand years later. Nói chung là thành viên trong đoàn của mình mới vừa thử cây cột. Đây bạn. Chân nó đuôi đèn. À, cái cây cột này cũng cứng nè. Thành viên mình mới thử coi nó cứng cỡ nào. Nước nổ chắc chưa bộ? Thành viên đưa vô đây thì nó ra vậy là mấy bạn biết cái cây cột cứng cỡ nào đó. Thôi mình cứ xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Nhớ nhấn like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.